Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019. Đến với VATV sáng nay, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt giáo sư Phạm Ngọc Lân. Để mở đầu, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn giáo sư Phạm Ngọc Lân do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình đặc biệt chúng tôi xin được phỏng vấn giáo sư Phạm Ngọc Lân đến từ Pháp để mà tìm hiểu về một số những cái câu chuyện bên cạnh cuộc đời của một cái người tác giả của cuốn Cha Vô Danh. Trước hết em xin được kính chào thầy. Chào anh Nhân và xin kính chào quý vị. Thưa thầy, khi mà thầy có một cái tác phẩm Cha Vô Danh như vậy đó thì nó là một cái tựa đề của một cái tác phẩm nhưng mà nó cũng là cuộc đời của thầy. Đúng như vậy. Đúng vậy, tại vì thực sự cái chữ Cha Vô Danh đó là tôi dùng làm tựa đề cho cuốn sách, nhưng mà nó là ba cái chữ được in ra ở trên giấy khai sinh của tôi. Đó. Thì giấy khai sinh, tôi có giấy khai sinh tiếng Pháp ngày xưa đó, thì nó cũng là De Père Inconnu. Thành ra là cái cuốn tiếng Pháp tôi cũng lấy tựa đề là De Père Inconnu. Và ở trên giấy khai sinh tiếng Việt của tôi nó cũng để là Cha Vô Danh. Đó. Thực sự đối với tôi ấy, thì cái chữ vô danh nó không có sát nghĩa nhưng mà không thành vấn đề. Về về phương diện pháp lý đó, thì người ta để Cha Vô Danh tức là người cha có thể là mình biết, có thể là mình không biết, nhưng mà người ta không có chính thức thừa nhận mình người con thì gọi là Cha Vô Danh thế thôi. Vâng. Dạ, nhưng mà họ của thầy nó có những thay đổi. Dạ, cái thay Thầy có đổi ba họ. thay đổi nhiều thứ nhiều Dạ, thầy có thể cho biết là thầy có tới ba họ là dạ. lắm. Thì đầu tiên ra đó lúc sanh ra đó thì là tôi họ mẹ, tức là họ Nguyễn. Đó, tên là Lân đó, thì là Nguyễn Ngọc Lân đó. Rồi khi đến cái năm 4 tuổi đó thì lúc đó là ông cụ tôi thì đã mất lúc tôi 1 tuổi. Thì lúc tôi 3 tuổi đó thì bà cụ mới là lấy một người Việt Nam là họ Phạm đó. Và năm cuối năm 46 đó thì ở ngoài Bắc là đi tản cư lên Phú Thọ rồi Phúc Yên. Thế rồi khi mà bà cụ tôi có thai em gái kế của tôi, tức là cùng mẹ khác cha đó, thì mới là phải gọi là hồi cư về Hà Nội, tại vì nếu mà ở ngoài Phúc Yên một cái làng nhỏ nó không có chỗ nào để mà sanh, phải ra bụi chuối mà sanh, thành ra là bà cụ sợ quá cho nên mà mới là gọi là đi hồi cư về. Chứ hồi đó thực sự ra cái chuyện hồi cư Hà Nội nó không phải là vấn đề chính trị, không phải là tại thích Việt Minh hay ghét Việt Minh hay là thích Tây ghét Tây gì cả, hoàn toàn là do vấn đề bà cụ sợ quá phải sanh ở bụi chuối thôi thì về Hà Nội. Khi mà về Hà Nội đó thì lúc đó là năm 1948 thì Pháp đã lập lại cái nền thống trị của Pháp ở Việt Nam rồi, thành ra là họ có một cái cơ quan để lo cho những người lai. Thì khi mà họ thấy tôi là lai, lúc đó tôi 4 tuổi thấy là lai đó, thì họ mới hỏi bà cụ về, thì bà cụ mới nói đó ngày xưa là tôi có chồng Pháp và tên là Jean Gaya, ông là trung úy ở trong quân đội Pháp, nhưng mà ông đó thì cái chính quyền Pháp lúc đó, đó mới làm cho tôi giấy tờ, một cái giấy tờ chính thức là cho tôi là tên Jean Gaya, tức là tên của bố của tôi, lại cho tôi cái tên đó. Và ở trong giấy đó thì cũng để là Cha Vô Danh, nhưng mà thêm một cái nữa là tôi là nó là một cái jugement của Tòa Sơ Thẩm Sài Gòn, tức là một bản án của Tòa Sơ Thẩm Sài Gòn năm 1948. Thì nó là một cái giấy thế vị khai sanh và đồng thời là một cái giấy cho tôi quốc tịch Pháp. Cho nên từ 4 tuổi là tôi có tên Pháp là Jean Gaya và quốc tịch Pháp. À, trước đó, đó thì ở nhà là tôi là Nguyễn Ngọc Lân. Và sau đó thì ở nhà tôi vẫn là Lân, nhưng mà ở trường đó, là tôi là Jean Gaya. Và nó kéo dài như vậy cho tới năm 13 tuổi. Đó. Rồi sau đó thì nó Phạm Ngọc Lân lại là một chuyện khác nữa. Chuyện khác nữa là năm 13, tôi năm 12 tuổi, xin lỗi, tức là năm 1956, Pháp là người Pháp cuối cùng ở Việt Nam, về Pháp,
trả lại độc lập cho Việt Nam. Thì cái sở xã hội mà lo cho tôi là con lai, thì họ nói bây giờ họ không có ở Việt Nam nữa, thì họ viết thơ cho bà cụ của tôi nói nếu mà muốn thì phải cho tôi đi Pháp, thì họ sẽ tiếp tục lo. Thì bà cụ không có muốn mà tôi cũng không có muốn đi rời xa gia đình như vậy. Cho nên là khi mà tôi ở lại Việt Nam đó, thì bà cụ mới là làm một cái giấy thế vị khai sinh là tôi lấy họ Phạm, tức là họ của ông Dượng của tôi đó, tức là cha kế đó, ông Dượng của tôi, mà ông ấy xem tôi như là con ruột vậy, tức là coi như là ông ấy làm một cái cũng như là bây giờ mình nói là adoption tiếng là gì, tức là con nuôi đúng rồi, con nuôi ông ấy, nhưng mà ông không có một cái hình thức con nuôi mà không có chính thức, tức là chỉ cần làm cái giấy thế vị khai sinh tôi tên là Phạm Ngọc Lân, con của ông Phạm gì đó, của bà gì đó, tức là từ năm tôi 13 tuổi cho tới bây giờ tôi mang tên là Phạm Ngọc Lân, và tôi là ở trên giấy tờ không còn cha vô danh nữa mà có cha đàng hoàng là ông là người mà Dượng, ông Dượng của tôi, mà cũng người tôi rất thương và ông cũng rất thương tôi. Dạ. Thưa thầy, cầu kho có một cái kỷ niệm nào của thầy không thầy? Dạ thưa thầy. Cầu kho đó là như thế này, là bà cụ tôi là gốc Bắc, ở ngoài là người làng Hà Hồi. Làng Hà Hồi là phía nam Hà Nội cách có 19 km thôi. Hà Hồi nó có một cái nổi tiếng là tại vì lúc mà Quang Trung trước khi đánh trận Đống Đa là chiếm Hà Hồi và Ngọc Hồi rồi mới tới Đống Đa. Cho nên cái làng Hà Hồi bây giờ có cái đình lớn lắm, thì vẫn nói là tôi có về thăm, thì mấy người, tất cả người đó là cái đình làng Hà Hồi đó có một cái chuyện quan trọng là chính vua Quang Trung đã đóng quân trong đình làng đó, đã đóng một tổng tham mưu trong đình làng đó để chuẩn bị đánh Đống Đa. Thì bà cụ tôi theo gia đình vào trong Nam từ năm 1938. 38 là sống ở Cầu Kho. Yeah. Thành ra lúc mà tôi sinh ra thì cũng là ở Cầu Kho. Cho nên là cái thầy Tấm Thánh cũng ở Cầu Kho, cái nhà thờ ở Cầu Kho. khi mà tôi về Sài Gòn học ở Dược là năm 18 tuổi đó, lúc trước thì tôi ở Đà Lạt thì tôi cũng không biết Sài Gòn nhiều, nhưng mà về đó thì tôi có tới Cầu Kho để tìm lại cái khu đó nó như thế nào, cái khu ngày xưa mình sinh ra, nhưng mà mới có một tuổi mình đã đi rồi, mình không biết gì đâu. Nhưng mà bà cụ nói là tôi được rửa tội, tại vì trong gia đình Công giáo, rửa tội ở nhà thờ Cầu Kho. Yeah. Khi mà tôi đến nhà thờ Cầu Kho gặp ông cha, tức là năm 1963 đó, 62 đó, chứ không phải 63, 62 tôi đến nhà thờ Cầu Kho. Thì gặp ông cha đó, tôi nói bây giờ con muốn xin cái giấy chứng nhận rửa tội. À, thì trong nhà thờ ngày xưa, ở trong các nhà thờ đó, họ làm cái đó kỹ lắm. Rửa tội nó có một cuốn sổ, thì cũng như là sổ mà tòa thị chính mà để mà ghi làm giấy khai sinh đó, nó có sổ ghi để mà mình không có thêm và mình cũng bớt được. Thì ở trong mấy cái vậy mà cái sổ đó còn ghi bằng tiếng Latin, thì ông lấy ra ông lấy một cái tờ gọi là chứng thực là tôi có rửa tội ở đó. Đó. Nhưng mà cái năm 1962 mà vẫn còn tiếng Latin, thì lúc đó là tôi mới biết lúc đó là tôi tên là gì, hồi mới đẻ ra đó là tên là Nguyễn Ngọc Lân. Đó. Rồi cha thì vô danh, mẹ thì tên gì đó, rồi cha đỡ đầu là gì đó, ngày sinh chính thức vân vân. Thì cái tờ giấy đó tôi vẫn còn giữ, nó là xem như là một cái tờ giấy mà chính thức đầu tiên mà tôi biết rõ tôi là ai và sinh ra ngày nào chính thức. Còn bà cụ với bà ngoại đó thì hỏi sinh ngày nào, toàn là nó ngày ta không à, không có ngày tây. Yeah. Ngày ta mới cần thiết. Đó, sinh bảo là mình sinh năm Mùi, cuối năm Mùi, 10 ngày trước khi Tết thì đại khái như vậy. Yeah. Thành cái Cầu Kho đối với tôi là một khu rất là bình dân, ngay bên cạnh là cầu Ông Lãnh mà. Yeah. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Top medical massage chair. And I'm expecting a massage chair in the mail.
nói ra Samsung ai cũng biết của Hàn Quốc, nói về Sony, nói về Toyota ai cũng biết là của Nhật. Tuy nhiên, nói đến công ty nào để người ta biết là người Việt Nam, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta chưa có. Đó là cái mơ ước của anh em chúng tôi, cái hoài bão của anh em chúng tôi. Người Việt Nam chúng ta không hề kém thông minh hơn bất kỳ một cái dân tộc nào trên thế giới này. Tôi cam đoan với quý vị một điều đó. Nhưng tại sao chúng ta chưa có làm được? Chúng tôi xin nhờ quý vị trả lời giúp cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ làm được điều này. Văn phòng luật sư Frederick J. Day. Văn phòng chúng tôi đã đem đến sự đoàn tụ cho nhiều gia đình và du lịch từ Việt Nam sang thăm thân nhân, bảo lãnh cha mẹ, anh em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, con ngoại hôn, xin visa re-entry permit, lập công hàm độc thân, bênh vực khi bị trục xuất, kháng cáo vì hồ sơ bị bác tại Việt Nam, điều chỉnh tình trạng cư trú, lập thẻ xanh, green card. Sẵn sàng phục vụ đồng hương tại địa chỉ 5641 Columbia Pike, Fortress, Virginia 22041, số điện thoại 703-845-1999 hoặc 703-845-8723. Trung tâm WeCare, chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare, chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid. Chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật, nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703 879 3750.